Phân Ngưu, Chùa Diệu Pháp, Chùa Điều Ngự và đài truyền hình IBC TV nhận được tin con trai trưởng của ông Trần Dực và bà Lê Ngô Ái Lan là ông Trần Lê Minh Pháp Danh Quảng Khai sinh ngày 16 tháng 4 năm 1964 đã qua đời vào ngày 11 tháng 10 năm 2021 hưởng dương 57 tuổi Chùa Diệu Pháp, Chùa Điều Ngự Đài truyền hình IBC TV xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và nhất tâm cầu nguyện cho hương linh của ông Trần Lê Minh, pháp danh Quảng Khai được vãng sanh về Phật quốc. Nam mô Tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.